Xin chào các em. Trước khi tìm hiểu bài mới, chúng ta cùng hoàn thành bài tập sau. Quan sát hình ảnh và dựa vào kiến thức của em, hãy chọn những từ thích hợp điền vào chỗ trống. Quan sát hình ảnh và dựa vào kiến thức của mình, các em có thể trả lời được: thành phần chính của than củi là carbon, lõi dây điện làm bằng đồng, bình làm bằng chất dẻo, không khí gồm nhiều chất khí, trong đó oxy chiếm 21% về thể tích. Như các em đã biết, ngày nay khoa học đã biết hàng chục triệu chất khác nhau. Có những chất có trong tự nhiên như carbon, oxy, có những chất do con người điều chế được như chất dẻo. Làm sao mà học hết được hàng chục triệu chất khác nhau đó và dựa vào đâu để phân loại chúng? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài đơn chất, hợp chất, phân tử. Tiết 7, 8, bài 4, đơn chất, hợp chất, phân tử. Nội dung bài học được chia làm hai phần. Phần 1, đơn chất, hợp chất. Phần 2, phân tử. Phần 1, đơn chất, hợp chất. Phần này chúng ta cùng tìm hiểu 3 nội dung chính. Thứ nhất, định nghĩa. Thứ hai, phân loại. Thứ ba, đặc điểm cấu tạo. Các em hãy quan sát hình ảnh, mô hình tượng trưng các mẫu chất và hoàn thành phiếu học tập. Quan sát hình ảnh, ta thấy đơn chất kim loại đồng được tạo thành từ nguyên tố đồng, có số lượng nguyên tố là 1. Đơn chất khí oxy được tạo thành từ nguyên tố oxy, có số lượng nguyên tố là 1. Đơn chất khí hydro được tạo thành từ nguyên tố hydro, có số lượng nguyên tố là 1. Đơn chất than trì được tạo thành từ nguyên tố carbon, có số lượng nguyên tố là 1. Dựa vào kết quả của phiếu học tập, các em hãy hoàn thành câu sau. Ta có kết luận, đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Các em hãy quan sát hình ảnh mô hình tượng trưng các mẫu chất và hoàn thành phiếu học tập. Quan sát hình ảnh, ta thấy hợp chất muối ăn được tạo thành từ nguyên tố natri và clo, số lượng nguyên tố 2. Hợp chất nước được tạo thành từ nguyên tố hydro và oxy, số lượng nguyên tố 2. Hợp chất khí carbonic được tạo thành từ nguyên tố carbon và oxy, số lượng nguyên tố 2. Hợp chất cồn được tạo thành từ nguyên tố carbon, hydro, oxy, số lượng nguyên tố 3. Từ kết quả phiếu học tập, các em hãy hoàn thành câu sau. Ta có kết luận, hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 hay nhiều nguyên tố hóa học trở lên. Các em hãy hoàn thành bài tập sau. Trong số các chất dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất. Dựa vào nội dung kiến thức vừa học, ta biết khí amoniac tạo nên từ hai nguyên tố hydro và nitơ nên là hợp chất. Phốt pho đỏ tạo nên từ một nguyên tố phốt pho nên là đơn chất. Canxi carbonat được tạo nên từ ba nguyên tố canxi, carbon và oxy nên là hợp chất. Axit clohydric được tạo nên từ hai nguyên tố hydro và clo nên là hợp chất. Glucose được tạo nên từ ba nguyên tố carbon, hydro và oxy nên là hợp chất. Kim loại magie được tạo nên từ một nguyên tố magie nên là đơn chất. Quan sát hình ảnh một số mẫu chất và dựa vào kiến thức đã biết về các chất đó, các em hãy hoàn thành phiếu học tập sau. Quan sát hình ảnh và dựa vào kiến thức về các chất, ta biết lưu huỳnh không có ánh kim, không dẫn điện. Vàng có ánh kim, dẫn điện. Đồng có ánh kim, dẫn điện. Carbon không có ánh kim, không dẫn điện. Dựa vào kết quả phiếu học tập, ta có thể chia các đơn chất trên làm hai loại. Đơn chất đồng vàng có ánh kim dẫn điện được gọi là đơn chất kim loại.
Đơn chất lưu huỳnh carbon không có các tính chất trên nên được gọi là đơn chất phi kim loại, hay nói ngắn gọn là đơn chất phi kim. Như vậy, dựa vào tính chất vật lý, ta có thể phân loại được đơn chất. Đơn chất được chia làm hai loại. Đơn chất kim loại có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim, ví dụ kim loại đồng, sắt. Đơn chất phi kim không có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt, không có ánh kim, trừ than chì dẫn điện được, ví dụ đơn chất lưu huỳnh, carbon. Các em hãy quan sát bảng 1 trang 42 sách giáo khoa. Ta thấy trong bảng các nguyên tố phi kim in màu xanh. Trong số đó có heli, neon, argon là các nguyên tố khí hiếm. Các nguyên tố kim loại in chữ màu đen. Hợp chất được chia làm hai loại là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Riêng hợp chất hữu cơ chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn trong chương trình Hóa 9 học kỳ 2. Quan sát hình ảnh mô hình tượng trưng mẫu kim loại đồng, khí hydro, khí oxy, khí ozone, em có nhận xét gì về cách sắp xếp các nguyên tử trong đơn chất kim loại đồng, khí hydro và khí oxy, khí ozone? Quan sát hình ảnh, ta thấy trong đơn chất kim loại đồng, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định. Trong đơn chất khí hydro và khí oxy, các nguyên tử liên kết theo một số nhất định là 2. Trong đơn chất khí ozone, các nguyên tử liên kết theo một số nhất định là 3. Từ đó, ta rút ra được kết luận. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định. Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết theo một số nhất định, thường là 2. Quan sát hình ảnh mô hình tượng trưng mẫu nước và khí carbonic, các em có nhận xét gì về cách sắp xếp các nguyên tử trong các hợp chất trên? Quan sát hình ảnh, ta thấy trong hợp chất nước và khí carbonic, nguyên tử của các nguyên tố liên kết theo một tỷ lệ nhất định. Từ đó ta có kết luận, trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết theo một tỷ lệ nhất định. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong 3 nội dung của phần đơn chất hợp chất gồm định nghĩa, phân loại và đặc điểm cấu tạo. Nội dung tiếp theo, phân tử. Phần này chúng ta cùng tìm hiểu 2 nội dung chính. Thứ nhất, định nghĩa. Thứ hai, phân tử khối. Quan sát mô hình tượng trưng mẫu khí oxy. Đây là một hạt hợp thành. Hạt hợp thành này gồm 2 nguyên tử oxy liên kết với nhau. Tương tự như vậy, các em hãy quan sát hình ảnh mô hình tượng trưng mẫu khí hydro, nước, khí carbonic và hoàn thành phiếu học tập. Quan sát hình ảnh, ta thấy khí hydro có hạt hợp thành gồm 2 nguyên tử hydro. Nước có hạt hợp thành gồm 2 nguyên tử hydro, 1 nguyên tử oxy. Khí carbonic có hạt hợp thành gồm 1 nguyên tử carbon, 2 nguyên tử oxy. Trong một mẫu chất, các hạt hợp thành giống nhau về hình dạng, thành phần, kích thước. Đó là các hạt đại diện cho chất, mang đầy đủ tính chất hóa học của chất và được gọi là phân tử. Vậy, phân tử là gì? Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Quan sát hình ảnh mô hình tượng trưng mẫu kim loại đồng và than chì, ta thấy kim loại đồng có hạt hợp thành là một nguyên tử đồng, than chì có hạt hợp thành là một nguyên tử carbon. Ngoài đồng, các đơn chất kim loại nói chung đều có nguyên tử là hạt hợp thành và có vai trò như phân tử. Ngoài carbon, một số đơn chất phi kim ở trạng thái rắn như lưu huỳnh, phốt pho cũng có hạt hợp thành là nguyên tử và có vai trò như phân tử. Ta có một số lưu ý. Đối với đơn chất kim loại và một số đơn chất phi kim như lưu huỳnh, phốt pho, carbon thì nguyên tử là hạt hợp thành.
và có vai trò như phân tử. Phân tử của một số đơn chất phi kim như khí hydro, khí oxy thường có hai nguyên tử cùng loại. Ví dụ, phân tử khí hydro gồm hai nguyên tử hydro liên kết với nhau. Phân tử khí oxy gồm hai nguyên tử oxy liên kết với nhau. Phân tử của hợp chất gồm hai nguyên tử khác loại trở lên. Ví dụ, phân tử nước gồm hai nguyên tử hydro liên kết với một nguyên tử oxy. Các em lưu ý ba đặc điểm này của đơn chất và hợp chất để tiết sau tìm hiểu công thức hóa học của đơn chất và hợp chất. Làm sao để biết một phân tử khí oxy nặng hay nhẹ hơn một phân tử khí carbonic? Để có câu trả lời chính xác, ta phải so sánh khối lượng một phân tử khí oxy và khối lượng một phân tử khí carbonic. Nội dung bài học tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về cách tính khối lượng này. 2. Phân tử khối. Tương tự khái niệm nguyên tử khối, em hãy cho biết phân tử khối là gì? Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị carbon. Một phân tử khí oxy gồm hai nguyên tử oxy liên kết với nhau, nên phân tử khối của khí oxy bằng tổng nguyên tử khối của hai nguyên tử oxy bằng 16 cộng 16, hay một cách viết khác là 2 x 16 bằng 32 đơn vị carbon. Tương tự, một phân tử khí carbonic gồm 3 nguyên tử liên kết với nhau, trong đó có một nguyên tử carbon và hai nguyên tử oxy, nên phân tử khối của khí carbonic bằng tổng nguyên tử khối của 3 nguyên tử trên, hay 1 nhân nguyên tử khối của carbon là 12 cộng 2 nhân nguyên tử khối của oxy là 16, được kết quả bằng 44 đơn vị carbon. Dựa vào nội dung cô vừa phân tích, các em hãy hoàn thành câu sau. Ta có phân tử khối của một chất bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử chất đó. Tương tự cách tính phân tử khối của khí oxy và khí carbonic, các em hãy hoàn thành bảng sau. Phân tử khí hydro gồm hai nguyên tử hydro nên có phân tử khối bằng 2 nhân nguyên tử khối hydro là 1. Ta được hai đơn vị carbon. Phân tử nước gồm hai nguyên tử hydro, một nguyên tử oxy nên có phân tử khối bằng 2 nhân nguyên tử khối hydro là 1 cộng 1 nhân nguyên tử khối oxy là 16. Ta được 18 đơn vị carbon. Phân tử cồn gồm 2 nguyên tử carbon, 6 nguyên tử hydro, 1 nguyên tử oxy nên phân tử khối bằng 2 nhân nguyên tử khối carbon là 12 cộng 6 nhân nguyên tử khối hydro là 1 cộng 1 nhân nguyên tử khối oxy là 16. Ta được 46 đơn vị carbon. Dựa vào bảng kết quả trên, các em hãy cho biết phân tử khí oxy nặng hay nhẹ hơn và bằng bao nhiêu lần so với phân tử khí carbonic. So sánh giá trị phân tử khối của khí oxy và khí carbonic, ta thấy phân tử khí oxy nhẹ hơn bằng 32/44, xấp xỉ 0,7 lần so với phân tử khí carbonic. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong hai nội dung của phần phân tử, gồm định nghĩa và phân tử khối. Còn nội dung trạng thái của chất, phần này các em tự đọc trong sách giáo khoa trang 24. Vận dụng kiến thức đã học, các em hãy hoàn thành một số bài tập sau. Bài tập 1. So sánh phân tử khí oxy nặng hay nhẹ hơn và bằng bao nhiêu lần so với A. Phân tử lưu huỳnh dioxit gồm một nguyên tử lưu huỳnh, hai nguyên tử oxy. B. Phân tử metan gồm một nguyên tử carbon, bốn nguyên tử hydro. Ta đã biết phân tử khí oxy gồm hai nguyên tử oxy nên có phân tử khối bằng 2 nhân nguyên tử khối oxy là 16. Ta được 32 đơn vị carbon. Phân tử lưu huỳnh dioxit gồm một nguyên tử lưu huỳnh, hai nguyên tử oxy nên có phân tử khối bằng 1 nhân nguyên tử khối lưu huỳnh là 32
cộng 2 nhân nguyên tử khối oxy là 16, ta được 64 đơn vị carbon. Phân tử metan gồm 1 nguyên tử carbon, 4 nguyên tử hydro nên có phân tử khối bằng 1 nhân nguyên tử khối carbon là 12 cộng 4 nhân nguyên tử khối hydro là 1, ta được 16 đơn vị carbon. Câu A. So sánh giá trị phân tử khối của phân tử oxy và phân tử lưu huỳnh dioxide, ta thấy phân tử khí oxy nhẹ hơn bằng 32/64 bằng 0,5 lần so với phân tử khí lưu huỳnh dioxide. B. So sánh giá trị phân tử khối của phân tử khí oxy và phân tử metan, ta thấy phân tử khí oxy nặng hơn bằng 32/16 bằng 2 lần so với phân tử khí metan. Bài tập 2. Em hãy hoàn thành sơ đồ phân loại chất theo bảng tóm tắt sau. Dựa vào kiến thức đã học, ta biết chất được chia làm hai loại, đó là đơn chất và hợp chất. Đơn chất gồm đơn chất kim loại và đơn chất phi kim. Hợp chất gồm hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Bài tập 3. Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, là hợp chất trong các câu sau và tính phân tử khối của chúng. A. Axit sulfuric, phân tử gồm 2 nguyên tử hydro, 1 nguyên tử lưu huỳnh, 4 nguyên tử oxy. B. Khí ozon, phân tử gồm 3 nguyên tử oxy. C. Vôi sống, phân tử gồm 1 nguyên tử canxi, 1 nguyên tử oxy. D. Thuốc tím, phân tử gồm 1 nguyên tử kali, 1 nguyên tử mangan, 4 nguyên tử oxy. Dựa vào thành phần phân tử, ta biết đơn chất là khí ozone, hợp chất là axit sulfuric, vôi sống, thuốc tím. Khí ozone, phân tử gồm 3 nguyên tử oxy nên có phân tử khối bằng 3 nhân nguyên tử khối oxy là 16, ta được 48 đơn vị carbon. Axit sulfuric, phân tử gồm 2 nguyên tử hydro, 1 nguyên tử lưu huỳnh, 4 nguyên tử oxy nên có phân tử khối bằng 2 nhân nguyên tử khối hydro là 1 cộng 1 nhân nguyên tử khối lưu huỳnh là 32 cộng 4 nhân nguyên tử khối oxy là 16, ta được 98 đơn vị carbon. Vôi sống, phân tử gồm 1 nguyên tử canxi, 1 nguyên tử oxy nên có phân tử khối bằng 1 nhân nguyên tử khối canxi là 40 cộng 1 nhân nguyên tử khối oxy là 16, ta được 56 đơn vị carbon. Thuốc tím, phân tử gồm 1 nguyên tử kali, 1 nguyên tử mangan, 4 nguyên tử oxy nên có phân tử khối bằng 1 nhân nguyên tử khối kali là 39 cộng 1 nhân nguyên tử khối mangan là 55 cộng 4 nhân nguyên tử khối oxy là 16, ta được 158 đơn vị carbon. Hướng dẫn tự học. Các em học bài làm bài tập 3, 6, 7 sách giáo khoa trang 26, bài tập 6.5, 6.6, 6.7 sách bài tập. Chuẩn bị bài luyện tập 1. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi.